thác mênh mông, sông nước Cửu Long, hương sen ngọt lành, nghĩa tình đậm sâu, lòng nghĩa xao xuyến, đá sen hồng đồng quê, nổi trôi đất khách có ai hiểu cho. Trời đất bao la thương xót duyên tình ta, yêu thương đời giờ có ngày bên nhau. Dù nghe cay đắng trái tim khổ đau, lòng ta cứ yêu dù đời vẫn trái ngang. Rồi có lúc hối tiếc những tháng ngày đã qua, là khi con tim trong tình người thiết tha. Rồi có lúc sóng gió, lúc khó khăn sẽ qua, tình yêu thương trong ta sẽ xóa tan nỗi buồn. Như sen hồng đang khoe sắc mùa sen, thắm tươi thêm tình người. Chị Tĩnh Tâm. Cẩm Tú. Dạ, dạ, giới thiệu với chị Tĩnh Tâm, đây là mẹ của em. Tôi nghe Cẩm Tú nói nhiều về ba mẹ lắm, nhưng mà hôm nay mới hân hạnh được gặp chị. Dạ, tôi cũng nghe con gái của tôi nhắc tới chị hoài à. Hôm nay mới được gặp chị ở đây, tôi cũng vui lắm. Dạ. Hôm nay ông nhà không đến được hả chị? Dạ, hồi nãy em có liên lạc với ba em, nhưng mà chắc điện thoại của ba em hết pin rồi. Dạ. Cẩm Tú luôn bênh vực ba lắm. Nhiều lúc con bé hiểu rõ tính của anh Vũ còn hơn mình. Mẹ ơi, thôi đến giờ con vô ca rồi, mẹ ở đây nói chuyện với chị Tĩnh Tâm nha. Con đi làm đi. Dạ, em vô nha chị. Em đi. Dạ. Con gái tôi nó nói các món ăn ở quán này trình bày rất là đẹp mắt, lại còn ngon miệng nữa. Cảm ơn chị đã khen. Nhưng thật ra tôi không hiểu những cung bậc cảm xúc trong các món ăn của chị là mang ý nghĩa gì vậy? Xưa nay đó, cái quan niệm ăn chay á, là dành cho các bậc chân tu và những tín đồ theo đạo. Nhưng mà bây giờ quan niệm đó cũng đã thay đổi rồi. Ăn chay bây giờ nó cũng đã được nâng lên thành một cái nghệ thuật ẩm thực rất tinh túy và cao quý. Nó còn giúp con người ta đôi khi có thể xa lánh được sự ồn ào trong cuộc sống để tìm về một cái góc khuất rất tĩnh lặng, đôi khi rất là cần thiết. Sao không ăn đi em? Chị ơi, em nuốt không có vô. Nuốt không vô cũng phải ráng nuốt để có sức khỏe. Người ta nói ăn để mà sống, sống để mà làm việc, làm việc để có cái mà ăn. Nói chung là cuộc sống là một vòng luẩn quẩn, muốn thoát cũng không thoát được. Em ráng lên đi. Em sao vậy Thủy? Bộ em tính lấy nước mắt chan cơm hả? Em suốt ngày cứ khóc như vậy thì giải quyết được gì? Em cứ như vậy hoài thì làm sao chị em mình tồn tại ở đất Sài Gòn này được? Thôi đi. Em không muốn ăn thì đừng ăn nữa, không muốn làm thì đừng làm nữa. Từ sáng mai chị sẽ đưa em về Đồng Tháp. Thôi, em sẽ ăn mà chị, em không muốn về quê đâu. Em cứ ngồi đây ăn đi, để chị ra ngoài làm, để mấy con bà la sùm. Em không biết á, chị em mình có gây thù chút oán gì với bà không nữa. Chắc kiếp trước em với chị thiếu nợ bà quá. Em đừng để ý mấy chuyện xung quanh làm gì, cứ lo làm tốt công việc của mình là được. Ăn hết hộp cơm này nghe chưa? Dạ.
dùng khăn khô lau sạch trước khi úp chén dĩa vào tủ, đồng thời khóa van ga. Quy trình các bước rửa tay: làm ướt tay, thoa xà bông, chà sát hai bàn tay vào nhau. Không được mở cửa tủ thường xuyên, cần lấy gì lấy một lúc để tránh không làm tủ lạnh mất nhiều hơi lạnh. Làm ướt tay, thoa xà bông, chà sát hai bàn tay vào nhau. Chà sát hai bàn tay vào nhau. Mệt mỏi. Rồi, sạch. Mệt quá. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1. Sao kỳ vậy ta? Mình đếm đi đếm lại mấy lần rồi, vậy mà lại thiếu mất một tờ 500 ngàn. Lạ vậy ta. 7, 8, 9. Ủa, Thủy có chuyện gì vậy em? Chị ơi, em làm mất tiền rồi. Mất tiền hả? Dạ. Mà sao mất, em đếm kỹ chưa? Em đếm kỹ lắm rồi, nãy giờ á em đếm đi đếm lại mấy lần luôn á. Mà không hiểu sao lại mất đi tờ 500 ngàn nữa. Vậy từ sáng tới giờ, ngoài em ra có ai vô quầy thu ngân không? Không có ai hết trơn á. À, có mỗi bà chủ vô à. Mà không lẽ ba đi làm cái chuyện này vậy? Có hả? Chuyện gì vậy chị? Con Thủy nó làm mất tiền mà cũng chưa biết sao mất nữa. Từ sáng giờ trong quầy thu ngân có mình nói với bà chủ à. Không, em biết là ai lấy rồi đó. Vậy có phải là bà chủ làm không? Ừ, chính xác. Bà hay dùng mấy cái trò bỉ ổi này nè để đuổi mấy nhân viên mà bà không thích, khỏi trả tiền lương luôn. Trời, bà này, nếu đúng như vậy thật là quá đáng. Chuyện thất đức vậy mà cũng làm được hả? Nhân viên ở đây nghỉ hết rồi đó, chắc em cũng vậy quá. Mà chị đừng nói bà chủ biết nha, bà trừ lương em á. Chị ơi, giờ phải làm sao giờ chị? Nếu như chuyện đúng như bé Hiền nói, chị sẽ đi gặp chị chủ nói chuyện. Còn em á, em không sai thì không sợ, hiểu chưa? Dạ. Hương Liên pha trà sen ngon thật. Uống vào như tiếp nhận một cảm giác khoan thai, có thể xóa đi ưu phiền trong lòng người. Rất là hấp dẫn. Sao? Sao em ra ngoài phục vụ khách đứng đây làm gì? Tụ tập đây để trốn việc hả? Mà thiệt đó nha, sao đứa nào nó cũng lề mề chậm chạp, đứa nào làm được việc gì hết trơn á. Tao không hiểu tao mướn tụi bay về làm cái gì nữa. Chắc là má tôi quá. Chị, tụi em có chuyện muốn thưa với chị. Cô có chuyện gì? Tôi có nhiều việc lắm, không có thời gian mà nghe nhiều đâu. Muốn nói thì nói lẹ đi. Chị yên tâm, em nói lẹ lắm, bởi vì chuyện cũng ngắn gọn thôi. Chuyện là ở quầy thu ngân, bé Thủy mới báo với em mất tiền. Em không biết chị sẽ giải quyết chuyện này như thế nào. Mất thì đền, có chuyện gì cũng hỏi nữa, buồn cười thiệt. Chị nói với chị giùm em đi, em không có lấy tiền sao em phải đền? Nè, cô là Thu Ngân, cái chuyện tiền bạc trong quán mất là chuyện của cô. Tiền mất cô không vô lấy thì ai lấy? Không lẽ tôi lấy? Chị cứ bình tĩnh, tụi em không dám nghi ngờ chị. Nhưng mà thật sự, trong chuyện này còn rất là nhiều điều mờ ám. Trong quầy thu ngân từ sáng đến giờ, ngoài bé Thủy ra, không ai được phép vào đây ngoại trừ chị. Cái gì? Cô nói vậy là nghĩa gì chứ? Chẳng lẽ cô nghi ngờ tôi lấy, tôi du qua cho mấy người hả? Bằng chứng đâu? Không có bằng chứng thì đừng có hòng tôi để cho yên nghe chưa. Thôi đi chị, mình đền tiền cho bà đi chị, chứ mình đâu có bằng chứng đâu.
Mình đâu thể nào nói bà lấy được. Em không được khóc. Chị nói em rồi, mình không sai, mình không sợ. Cứ tiếp tục nhân nhượng không đấu tranh, có nghĩa là mình đang đồng loại với kẻ xấu, em biết không? Nè, đừng có mà lấy lửa, gấp bỏ tay người. Đừng có tưởng ta không biết tụi bay làm cái gì. Tụi bay thông đồng với nhau, lấy tiền của quán rồi vu oan cho người khác, không có được gì đó nghe chưa? Nãy giờ tụi em đâu nói gì. Mọi chuyện nãy giờ em thấy chị toàn là nghĩ ra không à. Chị à, tụi em tuy nghèo thiệt, nhưng mà tụi em sẽ không bán đi lòng tự trọng của mình vì mấy trăm ngàn đâu. Tụi bay làm gì có tự trọng mà tụi bay nói. Thấy tiền là mắt sáng rỡ à. Chuyện gì còn dám làm, đừng nói chuyện ăn cắp. Chị không có quyền xúc phạm đến chị em tụi tôi. Thôi Thủy, để chị nói chuyện với chị chủ. Còn muốn nói chuyện gì nữa? Cứ đền tiền cho quán đi rồi biến mất khỏi mắt tôi. Chị không cần phải đuổi thì tụi em cũng sẽ nghỉ. Số tiền mất ngày hôm nay chị cứ trừ vào tiền lương của tụi em. Nhưng mà chị nên nhớ, chị đối xử với người ta như thế nào thì người ta sẽ là người như vậy. Tụi bay á, khỏi cần phải dạy đời tao. Tụi bay cứ việc nghỉ hết đi. Ngày mai á, tao đăng báo tuyển nhân viên mới. Ôi, thiếu gì tụi bay ơi. Nè, tụi bay á, tao tính rồi. Hai đứa tụi bay á, chỉ có được 300 ngàn à. Còn phải thối lại tao 200 ngàn nữa. Đưa tiền đây, đưa tiền rồi đi đâu thì đi. Trời ơi, đau lòng quá trời. Cái gì vậy? Cái gì vậy người đẹp? Bị gì vậy? Đau lòng quá. Đau lòng hả? Uống thuốc gì không em lấy cho. Đau lòng uống thuốc gì? Ủa vậy sao người đẹp khóc vậy? Anh chết rồi. Ai chết? Người yêu của người đẹp chết rồi. Người yêu của người đẹp chết rồi hả? Ủa sao chết vậy? Ung thư, trên đường đưa chưa tới bệnh viện cái anh chết à, mà chết không gặp được người yêu lần cuối cùng. Trời ơi, tội nghiệp, trời sao thê thảm. Trời vậy mà người đẹp ngồi đây làm chi nữa? Sao không vô bệnh viện đi? Anh ở Hàn Quốc. Hả? Bạn trai người đẹp ở Hàn Quốc lận hả? Giang Đông Quân. Giang Đông Quân là ai? Tài tử đóng phim. Trời ơi, bạn trai người đẹp là tài tử đóng phim hả? Không phải, y nó cái phim quỷ này nè. Hồi đó giờ nó đóng vai chánh không mà tự nhiên đóng cái phim này mới tôi mới tập năm cái bị ung thư cũng qua đời. Chết mà không gặp được người yêu tức không? Đau lòng chứ. Ủa vậy là nãy giờ nói phim hả? Ừ. Trời ơi, em tưởng bạn trai người đẹp chết thiệt chứ, làm hết hồn à. Đâu có. Đó là niềm khát khao và đam mê của người. Diễn viên nào mà đẹp trai và hiền lành thì là người yêu của người đẹp. Người tình trong mộng luôn, mê luôn. Đúng. Em thấy á, ai đẹp trai á là phải đóng vai chánh. Đóng dở đóng hay không cần biết, miễn đẹp trai là em coi ra. Ê người đẹp nói nghe nè, Giang Đông Quân á đẹp trai không? Đẹp lắm, để cho coi. Có hình không cho coi? Sưu tầm nè. Thấy chưa? Đẹp trai chưa? Trời ơi, con cá nhà mà đẹp trai quá. Cái này của người đẹp mà. Ê người đẹp nói nghe nè, người đẹp có ba tấm cho em tắm đi. Không, đây là thần tử. Xấu. Sao hát cho em nghe đi anh Biren. Em muốn gặp anh á. Em muốn gặp anh lắm. Anh qua Việt Nam ở đội chung với em đi anh Biren. Ở đội vui lắm á. Con nhớ ai vậy? Dạ con có nhớ ai đâu.
Bà cấm con không có được yêu đương lăng nhăng đó nghe không? Mới có nhiêu đó tuổi mẹ đặt thề non hẹn biển với ai vậy? Con đâu có đâu. Thì bà nhắc dần con vậy đó. Con còn nhỏ lắm, ra đường coi chừng người ta dụ là mệt lắm rồi nha. Người ta dụ con hả? Mấy thằng con trai á, thấy con là xách dép chạy hết rồi sao dụ con được. Mời bà. Con ước gì con được giống cô Bích Diễm, một chút xíu thôi cũng được. Mà đằng này không giống được miếng nào hết đó, chỉ giống ở chỗ là ngốc nghếch thôi. Con đừng có nên so sánh mình với người khác, mình phải là chính mình, con biết không? Dạ con biết. Chút chút. Ủa, ông của con đâu rồi? Ông con hả? Ừ. Ông đã ăn cơm xong đi liền rồi. Lúc ông đi á, ông mặc một cái áo sơ mi tay ngắn màu xanh đậm, mặc cái quần tây màu đen, mang đôi giày màu nâu, trông ông bảnh bao lắm. Ông nói chuyện điện thoại con nghe hết luôn á. Bà có muốn con kể bà nghe không? Muốn hả? Con kể bà nghe nha. Ông ra lệnh á, đuổi cái thằng cha quản lý nhà hàng. Trong thời gian chưa tìm được người, ông phải có mặt ở nhà hàng để điều hành nhân viên. Con còn biết nữa nha, cái thằng cha quản lý á, cho tiền của Bích Diễm xài á. Nhìn cái mặt gian xảo khó ưa. Con nói ông mà ông có chịu nghe lời con đâu, bởi vậy tự ái ghê á. Giỏi quá ha, nói một hồi không biết phân biệt lớn nhỏ gì luôn hả? Ừ. Ông mà phải nghe lời của con sao? Con quên, tại con tức cái thằng cha quản lý đó quá, cho nên con mới không nói gì nữa. Bà đã dặn con bao nhiêu lần rồi, đâu phải muốn nói gì là tự tiện nói được đâu. Dạ con biết rồi, con xin lỗi bà. Alo. Dạ. Con là Tẹo. Có bà, con có ở nhà. Dạ. Có ai gặp bà nè. Alo, ai vậy? À, chị Minh hả? Dạ tôi khỏe, chị khỏe không? À, dạo này công việc làm ăn của chị sao rồi? À, vậy hả? Vậy tôi cũng mừng cho chị. Chị nói sao? Con Diễm nó qua chỗ chị cầm đồ hả? Nó lấy 100 triệu hả? Trời ơi, số tiền lớn như vậy tôi phải hỏi ý ông nhà tôi mới được. Chị ráng giúp tôi vài ngày nha. Tôi cảm ơn chị. 100 triệu. Con Diễm. Mất tiền này thấy chưa? Bây giờ giải thích tôi coi coi nghĩa là sao chứ. Nói đi. Công nhận là chị sắp xếp bộ việc đâu ra đó giỏi thật đó. Anh biết chuyện gì mà xen chuyện quán tôi? Tôi bất bình tôi lên tiếng thôi. Chị trả lương cho họ được bao nhiêu mà chị bày ra trò này? Chị không sợ bị quả báo hả? Anh binh mấy con này đó hả? Thấy không, nó vừa ăn cắp vừa la lạc, anh không thấy sao chứ? Họ đâu có làm trò này mà chị nói như vậy. Tất cả mọi chuyện này là do chị bày ra thôi. Chị đã ép người ta vào đường cùng rồi đó. Bằng chứng nào? Bằng chứng nào mà nói tôi bày ra? Bằng chứng nào mà anh nói là tôi ăn chặn tiền lương của nó hả? Lúc mất tiền em có báo cho chị chủ biết không? Dạ không, em chưa có kịp báo cho chị chủ biết. Chị hay quá ha. Nhân viên chưa báo mất tiền mà chị đã biết là mất 500 ngàn. Chị giải thích sao đây? Tôi đâu phải là hạng người bị ổi vậy chứ. Còn mấy người làm được thì làm, không làm được thì nghỉ hết đi. Tôi có thể mời mấy cô uống nước được không? Ừ. Ngay bây giờ hả? Tại sao không? Đằng nào thì các cô cũng nghỉ ở đây rồi, vậy tại sao không để cho bà chủ phục vụ lại cho tụi mình? Ừ. Phải đó chị, em cũng muốn vậy nữa. Nha chị. Ôi.
Giờ này chắc người đẹp đang nhảy đầm, bà đâu biết mình xài điện thoại đâu. Bắt điện thoại đi, bắt lên. Bắt cho mày, mày bắt không? Ai gọi không biết kìa. Chết cha, lấy lộn điện thoại, lấy lộn điện thoại của ông Hiệp rồi. Ai gọi cho nó vậy ta? Cái thằng biến thái này, không gì bắt điện thoại hả? Tao gọi cho trái máy mày luôn. Mày ghét, bắt điện thoại mày. Không được, mình là người lịch sự, không được nghe điện thoại của người khác. Bắt chưa? Bữa nay hả, tao phải chửi mày một trận. Tao phải lòi cái mặt mày ra mới được. Bắt điện thoại mau lên. Mày không chịu bắt máy hả? Tao gọi nữa. Alo. Bạn chạy xe ở cờ chớn kia. Tôi đi xe trả tiền mấy người đàng hoàng mà. Làm gì không bắt máy? Chị ơi, chị lộn số rồi chị ơi. Lộn cái gì mà lộn? Tôi không có giỡn mặt với ông nha. Hôn hồn thì chở tôi về liền á. Đừng có giỡn mặt với tôi nha. Dạ, nhưng mà... Alo, chị ơi. Trời ơi. Đực ơi là đực. Mày tự gây ra thì giải quyết bà chặn này đi. Người gì đâu mà giữ thế ớn gì hả? Đầu óc lấy đâu mà cầm điện thoại người ta vậy nè. Tội quậy trời. Alo. Đồ biến thái, đồ bệnh hoạn. Mày, ai cho phép mày lấy hình của tao rồi đi đăng tùm lum ngoài đường vậy hả? Tao có làm gì mày đâu mà mày đem tao ra làm trò cười cho thiên hạ vậy hả mày? Mày là thằng nào? Cao lùn mập ốm, da đen hay da trắng? Khai mau. Cha mẹ còn hay mất? Quê quán mày ở đâu? Có anh em gì không? Mày khai mau. Rồi để tao đi báo công an về cái tội của mày. Lộn số rồi bà nội. Ê thằng Quỳ, ai cho mày cướp điện thoại mày? Tao chửi chưa xong cho mày. Ê, thằng nào mà xấu số dữ vậy? Ai biết thằng nào đâu. Em mà biết thằng nào hả là em cào nát mặt nó luôn á. Hung dữ quá. Gọi lại mới được. Khoan, chuyện gì cũng có hướng giải quyết, đừng có bạo lực như vậy. Bỏ chuyện đó qua bên đi ha. Trong giờ làm việc mà gọi điện thoại như vậy là em đã vi phạm vào điều khoản rồi đó. Điều khoản gì? Trừ lương. À. Lì dễ sợ. Rồi khỏi gọi luôn nha con. Con quỷ này, nó chọc ai mà để bị chửi dữ vậy ta? Mà công nhận giọng bà nào mà thánh thót dễ sợ luôn á. Sao tiếng này nghe quen quen ta? Hình như là nghe đâu rồi. Hôm nay là ngày gì á mà nhân viên nghỉ hết, xui xẻo muốn chết. Nhân viên kéo nhà nghỉ hết cả đám. Chủ quán ơi, cho kêu nước. Chị, em phải gọi món nào á mà cầu kỳ nhất cho bà chủ bà làm á, để cho bà biết chị em mình làm cực khổ như thế nào, vậy mà bà còn bóc lột sức lao động của mình nữa. Thôi em, người ta làm sai, mình cũng làm sai thì có gì hơn. Chị chỉ hy vọng là bà chủ đừng có đối xử tệ với nhân viên nữa thôi. Hy vọng á rồi cũng thất vọng mà. Tính của bà chủ vậy rồi. Hồi trưa á chị thấy không, trước khi Hiền nghỉ đã nói quá rõ rồi mà. Với lại á, em nghĩ là mình cũng cần phải dạy cho bà một bài học để bà biết được. Bình thường tao thấy mày mít ướt lắm mà, sao hôm nay mày gan dữ vậy? Tại á, tao ghét ai mà nói tao ăn trộm ăn cắp lắm,
thà nghè cho sạch, rách cho thơm, chứ tao không bao giờ làm những chuyện như vậy đâu. Vậy hả? Tôi cũng đồng ý với Thủy như vậy, mình không làm, mình không sợ, đúng không? Sao anh biết tên tôi? Tôi nghe mấy cô nói chuyện, tôi đoán vậy thôi. Mỗi lần tôi gặp nàng, đều có sự xuất hiện của anh. Nhiều lúc nghĩ lại, nếu như không có anh, không biết bây giờ tôi đã thê thảm như thế nào nữa. Tôi đã nói rồi, gặp chuyện bất bình thì tôi lên tiếng thôi. Với lại, người đàn ông nào gặp tình huống này cũng đều thấy bức xúc thôi mà. Phải nói á, là người đàn ông nào có nghĩa khí mới làm được như anh đúng không? Cô làm như tôi nghĩa khí lắm vậy. Thế nào, dự định sắp tới của các cô ra sao? Tôi sẽ có một công việc mới, nhưng chắc chắn không phải là công việc này. Em cũng có công việc mới nữa. Hồi nãy mấy anh chị nhà hàng có ngồi á, rồi rủ em là đi làm ở nhà hàng. Nhưng mà không phải nhà hàng Xuân Dương đâu à ngang. Em tự lập như vậy là tốt. Em tạm tính như vậy cũng được. Còn với chị sẽ đến những cơ sở may gia công. Biết đâu công việc ở đó phù hợp với chị. Bà chủ ơi, cho gọi nước. Bà chủ ra rồi kìa, mấy cô gọi nước đi. Mấy người uống gì? Chị cho tụi em 5 dĩa trái cây thập cẩm, với lại 3 ly sinh tố thanh long bỏ hộp nha. Với lại 3 ly sinh tố trái cây 4 mùa. Mấy người muốn đi thôi hả? Làm thì làm, tôi không sợ mấy người đâu. Thủy nè, em kêu thanh long bỏ hộp làm sao làm được? Thì em cố tình vậy mà chị. Trời, con nhỏ nè. Không ngờ con nhỏ tóc tém nó còn zin 100%. Lão thì bói nói đúng, năm nay số mình vừa đào hoa, vừa tiền tài danh lợi ào ạt kéo tới. Vô đi. Anh Toàn. Ai? Anh không nhận ra em hả? Không nhận ra em giận đó. Em đẹp quá. Đúng là âm dương hòa hợp. Càng ngày em càng đẹp ra. Anh chết mê chết mệt vì em đến đây. Em tưởng đâu anh không nhận ra em. Không nhận ra em á, em giận luôn. Đừng giận anh. Tại vì em đẹp quá, cho nên anh chết mê chết mệt. Tuyệt ơi. Từ từ. Hừ áo em kìa. Chuyện phải từ từ chứ. Anh bỏ. Mua cho em 10 cái luôn. Hồi nãy á, lão đại gia đại vừa gọi điện cho em, nói là muốn tiếp khách ở nhà hàng của mình á. Đó, như vậy thì tốt quá. Hiếm khi nào lão đại tiếp khách mà đến nhà hàng này. Nè, anh muốn tối nay em phải chiều lão đại cho tới bến luôn. Được không? Em lúc nào cũng dốc hết công sức cho cái nhà hàng này. Anh biết. Còn có người á muốn trù dập em. Anh có biết điều đó không vợ? Cái gì? Trù dập em? Ai? Ai dám trù dập em? Nói đi. Nói thật à. Kể từ hôm nay, anh sẽ giao quyền quản lý tiếp viên cho em. Sẽ không còn ai ganh tị với em nữa hết. Được chưa? Em cảm ơn anh. Không có gì đâu. Nhưng mà... Nhưng nghĩ gì nữa? Còn một người. Người nào? Muốn cái gì? Hả? Dạ không. Em chỉ sợ là anh sợ trao gì? Quyền dạy cho em á, người ta không có phục em. Không phục em? Bây giờ em nói đi. Em muốn làm cái gì nữa? Nói. Em muốn... Muốn gì nói anh nghe. Nói anh nghe. Em muốn... Em muốn gì em cứ nói ra. Anh chịu.
Em muốn Linh Chi rời khỏi nhà hàng mình càng sớm thì càng tốt. Đừng. Chuyện này để anh lo. Nhưng em dứt khoát em không được nhúng tay vào, nghe chưa? Thôi mà. Mà em nói rồi đó, có nó thì không có em, mà có em á thì dứt khoát không có nó. Anh biết rồi. Gần đây, ba mẹ có biểu hiện rất lạ. Ba thì không gọi điện thoại hỏi thăm mẹ, còn mẹ thì đi suốt ngày, không biết đi đâu và làm gì nữa. Hai người thiệt là khó hiểu, hình như họ đang giấu mình chuyện gì. An em Vũ. Em biết rồi. Nói hoài à, không ngờ cái tên An Vũ nghe hay thiệt. Em biết rồi. Chị nhường cho em đi trước đi. Không, chị đi trước. Không, em đi trước mà. Chị đi trước. Em đi trước. Chị đi trước, chị trễ giờ rồi. Cái gì vậy? Cái gì mà như con nít vậy? Em nghe nè. Hai đứa mà cứ đứng đó tranh giành, để con Tuyền vô trong trước, là đừng có khóc đó nha. Bà Tuyền mà bà vô trọng á, là một tiếng sau bà mới ra được đó. Chị Tuyền. Mình đi trước. Em đi trước. Đem ra, đem đi trước. Hai cái con này. Anh đợi em lâu rồi hả? Em xin lỗi anh. Ồ, ở nhà em có mấy đứa em á. Trời ơi, nó lớn đầu rồi mà tụi nó như con nít vậy á. Anh nhớ em hả? Em cũng nhớ anh nhiều lắm. Tối nay em đi làm về á, em gọi anh ha. Ủa, em biết rồi. Thương mà. Bye bye. Tuyền. Tuyền. Tuyền nói chuyện điện thoại với ai vậy? Sao nghe cái gì mà có anh nhớ em nhớ anh rồi. Cái gì? Ai vậy Tuyền? Con gái của ba đang suy nghĩ gì vậy? Ủa, sao ba vô được đây vậy? Ba có chìa khóa của bà ngoại con đưa nè, của mẹ con đưa đó. Mà mẹ con không có ở nhà hả? Mẹ biết hôm nay ba tới chơi mà mẹ vẫn bỏ đi. Ba. Sao vậy con? Có phải ba mẹ đang đóng kịch với con không? Làm gì có chuyện đó. Con đừng có suy nghĩ như vậy. Không có chuyện đó đâu. Con không có suy nghĩ lung tung đâu. Mà tại vì dạo này con thấy ba mẹ lạnh nhạt với nhau lắm. Con lớn rồi, con cảm nhận được điều đó mà. Ba đã nói rồi, con đừng có suy nghĩ lung tung. Mẹ nghe được không hay đâu. Mẹ thì thất thường, khi thì rất là dịu dàng, khi thì gắt gỏng vô cớ. Dạo này á, mẹ còn thích đi chùa ăn chay niệm Phật nữa. Còn ba, con thấy dạo này ba vô tâm, hờ hững lắm. Giống như cái chuyện mà ba qua thăm con đó, con có cảm giác như một nghĩa vụ mà ba phải làm vậy đó. Cẩm Tú à, ba... Ba mẹ muốn làm gì thì làm,
Nhưng mà con không muốn ba mẹ như vậy với nhau nữa đâu. Con nói rồi đó, nếu như mà có chuyện gì xảy ra thì con sẽ bỏ nhà đi luôn á. Thôi, được rồi, ba sợ con rồi. Ba nói con nghe nè, thật ra thì giữa ba với mẹ không có chuyện gì đâu. Ba mẹ vẫn hạnh phúc mà, chẳng qua là do công việc với lại hoàn cảnh cho nên không ở chung với nhau thôi, chứ ba mẹ vẫn sống hạnh phúc. Bỏ suy nghĩ đó đi ha. Dạ ba. Ba nói với con là ba phải giữ lời đó nha. Đối với con á, gia đình hạnh phúc là niềm tự hào lớn nhất của đời con đó. Rồi, ba giữ lời hứa. Dạ. Ba. Liên nghe Tuyền nói rất là mê Ly đúng không? Thật ra đó chỉ là nghệ thuật ứng xử. Nói như vậy á, khách hàng người ta mới thích. Mà Tuyền nói, Tuyền cũng phải quan tâm đến cảm giác của người nghe chứ. Liên thấy dạo gần đây Tuyền ăn mặc với cư xử với mọi người lạ lắm. Tuyền nhìn thẳng vô mắt Liên nè. Tuyền đang giấu Liên chuyện gì đúng không? Những chuyện Tuyền làm á, Liên đều biết hết mà. Tuyền không có chuyện gì phải giấu giếm Liên hết. Bây giờ á, Tuyền đang cố gắng hết sức để kiếm thật nhiều tiền để lo cho cuộc sống sung túc sau này. Bây giờ mà nhớ lại chuyện ngày xưa ở dưới quê á, Tuyền thấy sợ lắm. Thấy giống như một cơn ác mộng vậy á. Trời, Liên thấy có cái gì đâu mà ác mộng. Liên cũng như Tuyền, Liên cũng muốn tương lai của mình tươi sáng hơn. Nhưng mà mình phải luôn tâm niệm quê hương là nơi chôn những ân tình. Mình có làm gì và có đi đâu thì mình vẫn phải luôn tự hào mình là những cô gái Đồng Tháp. Tuyền hiểu không? Liên nói chuyện giống cán bộ xã rồi đó. Đồng tiền là vạn năng, nếu có tiền á thì Liên có cả một đống ân tình. Liên tin Tuyền đi. Không có tiền á thì những triết lý ân tình của Liên không có giá trị gì hết. Tuyền à, cứ coi như là Liên xin Tuyền được không? Tuyền đừng có làm công việc bây giờ nữa. Tuyền cứ nghĩ đi, cha mẹ mình sinh mình ra cho mình một thân thể xinh đẹp, không lẽ Tuyền để cho đàn ông giẫm đạp sao? Liên nói như vậy á bởi vì Liên muốn giữ được cái tình bạn ấu thơ của hai đứa mình. Đàn ông nào mà dám giẫm đạp lên Tuyền, họ sẽ quỳ dưới chân Tuyền làm nô lệ sắc đẹp cho Tuyền. Liên tin Tuyền đi, Tuyền đâu phải là một người tầm thường đâu. Được rồi, mình tạm gác qua chuyện đó. Ừ. Vậy chứ Liên hỏi Tuyền, không lẽ cuộc sống chỉ có kiếm tiền và tham vọng suông thôi hả? Cuộc sống mình phải biết nhận thức được đâu là đường đi đúng của bản thân. Từ đó mình mới biết được cái gì là giá trị tinh thần, cái gì là niềm vui của cuộc sống. Tuyền hiểu không? Ok, mỗi người có mỗi cách sống riêng, nhưng mà chúng ta ai cũng không bỏ mục đích là kiếm thật là nhiều tiền, đúng không? Bây giờ chúng ta chạy theo mục đích đi. Khi nào có kết quả rồi á thì ngồi lại trở lại chuyện này. Ok. Xong rồi Tuyền, đi đi. Chị Tuyền, điện thoại mới hả? Ừ. Trời ơi, điện thoại mới. Chị nó nghe nè, bữa nào á mình đi ăn mừng điện thoại mới đi. Vậy tụi mình đi ăn nhà hàng đi. Ừ, đi nhà hàng. Nhà hàng là chuyện nhỏ, chuyện lớn bây giờ đang xảy ra ở đây nè. Mỗi người có một món quà. Trời ơi, có quà. Quà. Quà gì vậy chị? Thích không? Gì vậy? Ừ? Ê, của em bự hơn phải không? Ơi của em. Thơm quá. Đây đây em coi của chị coi. Sữa rửa mặt. Cái này là của Liên. Sữa rửa mặt. Của em thơm. Liên dặn cho Tuyền vui nè. Đi. Ê này thơm lắm nè. Đâu, đem coi cho em đi. Liên không có cần đâu. Thôi, Tuyền gửi về quê cho dì Tòng đi. Ê ê, cái hộp quà gì vậy? Liên gửi một cái cho bà già rồi. Sẵn tiền gửi tiền cho bà luôn cho bà vui. Cái này á là tiền cố tình mua cho Liên đó. Cái này để dành nấu ăn ha. Liên nhận đi. Sơn móng tay màu nè. Vậy nhiều quá à. Thích không? Dạ thích. Tuyền, Tuyền gọi điện cho anh Hiệp đi.
Tuyền, Tuyền gọi luôn đi. Liên đọc số cho nè. 0938 977 857. Ủa, sao số đó nghe quen quen vậy chị? Nhớ gọi liền luôn nha. Ủa, số của anh Hiệp á hả? Ừ, thì số của anh Hiệp. Ủa sao kỳ vậy? Sao nó giống nguy trang cái số của thằng biến thái mà vẽ hệt bốn chị em tụi mình á? À, trời ơi, chị quên nói với mọi người. Cái tấm hình mà vẽ bốn chị em mình á là do anh được vẽ. Nhưng mà cái số điện thoại á, ghi trên tấm hình đó là của anh Hiệp. Trời ơi, chết rồi chị. Hôm qua em gọi cho anh Hiệp á, em chửi ảnh nguyên trận tan nát luôn chị. Trời, cũng tại anh cha được này nè. Vẽ hình ta xong á, không chịu ghi số điện thoại mình đi, để em gọi em chửi anh chả. Tự nhiên ghi số điện thoại ông Hiệp chi, không biết nữa. Làm em hố hàng. Ba hỏi Đực hôm nay đi đâu. Đực nói rằng Đực đi xe ôm. Anh đi xe ôm, con nhỏ nào ôm? Con nhỏ bé bà ôm. Ê Hiệp, mày thấy tao vậy được chưa? Lịch sự chưa? Sao? Lịch sự không? Ừ. Chưa đủ đâu. Sao? Bây giờ mày kéo cái quần lên tới cổ luôn đi. Con cha, kéo quần lên tới cổ sao thở? Chạy xe ôm mặc đồ như quái vật vậy đó. Gì quái vật? Mặc đồ có quần ngắn trên mắt cá vậy đó hả? Ờ, bé ba mặc sao tao mặc vậy? Tao là tài xế của bé ba mà. Mày muốn mặc giống bé ba đúng không? Ừ. Rồi tao chỉ cho mày. Cái quần ngắn như vậy đúng không? Ừ. Mặc thêm áo bà ba bông nữa. Ừ. Ê, cho mượn điện thoại đi. Gì? Gì vậy? Điện thoại về cho tía tao. Gửi cái áo bà ba lên cho tao. Mày khùng quá à. Mày càng ngày càng nặng rồi đó nha. Tao khùng, mày điên. Thôi, tao không cãi lộn với người điên nữa. Tao đi chở với ba của tao đi làm ca sĩ. Để đi. Quỷ. Nè, cô có phải là người chửi tôi hôm qua không? Anh Hiệp phải không? Em Tuyền nè. Ủa, Tuyền hả? Dạ. Ừ, anh nghe nè. Khăn khô hả? Khăn khô nè. Tắt bếp khóa ga hả? Khóa luôn. Quy trình. Quy trình hả? Rửa tay mà cũng bày đặt có quy trình nữa. Không được mở cửa tủ. Không được mở cửa tủ nè. Đồng thác mênh mông, sông nước Cửu Long, hương sen ngọt lành, nghĩa tình đậm sâu. Lòng nghĩa xao xuyến, đá sen hồng đồng quê, nổi trôi đất khách, có ai hiểu cho. Trời đất bao la, thương xót duyên tình ta, yêu thương đời chờ, có ngày bên nhau. Dù nghĩa cay đắng, trái tim đau, lòng ta cứ yêu dù đời vẫn trái ngang. Rồi có lúc hối tiếc những tháng ngày đã qua, là khi con tim đau đã trót mang lỗi lầm. Như cơn lũ đã đi qua, chờ nhau trong tình người thiết tha. Rồi có lúc sóng gió, lúc khó khăn sẽ qua. Yêu thương trong ta sẽ xóa tan nỗi buồn, như sen hồng đang khoe sắc, mùa sen thắm tươi thêm tình người. Rồi có lúc vui tiếc những tháng ngày đã qua, là khi con tim đau đã trót mang lỗi lầm. Như cơn lũ đã đi qua, chờ nhau trong tình người thiết tha. Rồi có lúc sóng gió, lúc khó khăn sẽ qua. Tình yêu thương trong ta sẽ xóa tan nỗi buồn. Như sen hồng đang khoe sắc, mùa sen thắm tươi thêm tình người.